Ông kê la hello anh em chào cờ à nhầm. Chào Mao, chưng Mao là chào mừng anh em đã quay trở lại thì tôi là ai? Tao là ai? Đâu là đây? Họ quên thì tôi là Lý Bí UMB đây anh em à. Thì thật sự ở clip trước mình tâm sự tình hình kênh hiện tại thì số lượt like và đăng ký đã được tăng nhẹ. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình biết vẫn còn rất nhiều bạn xem mà vẫn chưa đăng ký và like. Mình biết là con số đó rất lớn và mong các bạn đừng xem chùa nữa. Như đã hứa với anh em thì trước khi vào clip thì mình sẽ trả lời một vài comment tiêu biểu ở video trước nhà. Thì câu hỏi đầu tiên là anh Lý đẹp trai ăn gì mà bắn hay thế? Thì nhà mình nói thật thì cũng không khá giả gì nên mình ăn uống khá đơn giản. Buổi sáng vì không có tiền ăn ở ngoài nên mình ăn cơm nguội chiên với trứng để đỡ đói. Còn nếu anh em hỏi trứng gì thì mình chiên một chén cơm với nửa ký trứng cá tầm. Vì buổi sáng mình ăn khá đơn sơ nên buổi trưa mình ăn nhiều hơn một chút. Vì thiếu điều kiện nên mình mua sẵn vài thùng tép để dành anh em à. Mà cụ thể con tép này mỗi con gần 2 kg. Thường thì mình sẽ nướng phô mai cho tiết kiệm. Tối thì mình sẽ ăn một vài lát bò rát vàng Dubai. Để tránh đau bụng khó tiêu thì mình còn uống một ít nước anh em à. Mà cụ thể là chai sâm banh vừa đấu giá bên anh xong, nói chung cũng đơn giản anh em à. Mời đẹp, mời đẹp. Thì để bắn hay được như mình thì anh em có thể tham khảo nha. À rồi tối thì mình còn vào game để ăn đạn nữa. Ôi có tiếng chân anh em à. Tuyệt chiêu thứ 47 ẩn thân chi thuật. Bắn lén thế này thì sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Dạ. Sao mà đỡ được? Lướt dô công cho cố dô rồi xách mông chạy vãi cả trường, cái ông nội này thiệt á chớ. Ủa sao anh em không nhắc tôi tí thì quên mất. Like cho anh à rồi ông kê anh cảm ơn em nha. Anh em nào đã like thì tích cực bình luận luôn nha, chứ nhiều khi anh em xem tôi lâu rồi mà anh em không comment thì tôi cũng không biết anh em là ai đâu. Dạo này bắn sọt gun anh em cứ bảo bắn phun vàng. Trời sọt gun thì đam vàng là chuyện đơn nhiên mà anh em. Tại tôi bắn tiểu liên nó hay bị phun đỏ quá, tôi sợ bị phát hiện thôi. Anh ý bắn hay quá cảm ơn em. Thì bạn này tên là Gà Zena. Thôi anh cũng lại em đấy, đổi cái ảnh đại diện dùng cái. Thằng khứa này mà đi comment vào kênh của mấy idol phun đỏ chắc cũng khiếp bỏ mẹ ra đó anh em à. Bình thường tôi nhảy cổng trời rồi xuống tới thung lũng thì cũng chụp kill, mà sao trận này nó bị cân cân cái gì mà chạy lòi le, nãy giờ mới có 4 kill thôi anh em à. Ủa từ từ á, tôi đoán đâu có sai đâu anh em. Thấy mấy khứa này mở hòm tôi lái xe qua luôn, ai ngờ nó lút xong rồi. Tiến thoái lưỡng nan rồi bạn ơi, thà lúc này anh em chí cốt cốt ai nấy hốt là sống rồi. Tình nghĩa anh em làm gì bây giờ, muốn chạy cũng đã quá muộn rồi, tới công chuyện rồi he he he. Anh em nên hiểu khi nghe tiếng xe của tôi thì xác định không còn đường nào để mà chạy đâu, bởi vì tôi bắn quá hay ha ha. Cỡ này phải kéo một team tới để tôi luyện tay cho dễ rồi anh em à. Chứ lẻ tẻ nãy giờ tôi dí cũng mệt mà anh em xem nó cũng chán. Ôi ghê chưa? Ghê chưa? Lại thêm một con bò đi lạc nữa nè anh em. Đông đông lên chứ lẻ tẻ chán thật sự, cứ đả này 30 kiếu luôn he he. Ơ kìa team nào đấy? Cái mạng bà này là của tôi mà đúng không anh em? Cái này là tụi kia có ý định bú kiêu của tôi, chứ pha này tôi hoàn toàn trong sạch nha, đừng hiểu nhầm. Rồi mấy khứa kia chỗ người ta đang bắn nhau mà dám xia xía vô, đúng là chán sống mà. Thôi thấy mẹ rồi anh em ơi, chưa kịp gáy hết câu. Tuy tụi lé nhưng mà pha đó mờ mờ cũng thấy đâu đó 3-4 thằng đó anh em, mà nên tôi quyết định tha cho tụi nó nha anh em. Lại phải áp dụng chiêu thức mới, phòng thủ toàn diện thôi anh em à. Mụ nội tụi nó cái hòm sát tôi còn chưa kịp húp nữa mà tụi nó bật tát xui à, lướt qua dí tôi như một cơn gió nhìn sợ vãi. Mày hà mày á hé hé, cưng chết mẹ với thầy he he. Khó, chết mẹ mày rồi con. Có bao nhiêu lựu đạn bem hết rồi khứa này luôn. Khó lắm mới có một kill nên phải cố gắng anh em à. Chứ đã 4 thằng mà mình còn không biết tận dụng cơ hội để nó cứu thả ga thì chỉ có ăn cức.
Á đù thằng này đã học được nội công thiết đầu công của Thiếu Lâm Tự rồi hay sao mà tôi bắn vào mồm mà nó tỉnh bơ vậy trời. Đã bảo là phòng thủ toàn diện rồi mà không chịu tin bà nội. Ha ha, chặn thế này thì có mà lên bằng niềm tin à, he he. Á đù thằng nào đấy đủ má làm hết hồn bà nội. Pháp sư Trung Hoa nữa kìa anh em, mà sao nó lên đây được đủ má ảo thế nhờ. Nếu nó đã lên thì tôi với nó sẽ giải quyết luôn ở trên này và không cho tôi ở dưới lên nhà anh em. Thời cơ đã chín mùi rồi anh em mà lên nhạc. Là trời thần đồng nào nhập tôi anh em mà hên thế nhờ. Đúng là ông trùm sống dai mà, ha ha ha. Rồi nếu anh em muốn xem nhiều pha xử lý bốc lửa thì hãy like cho tôi đi anh em, vì nó chính là nguồn động lực để tôi cố gắng đó anh em à. Anh em có thử clip này có chạm nổi 1000 like không? Cảm ơn anh em trước nhà mãi yêu à. Tiền nhiều để làm gì hả anh em? Để mình chơi cờ bạc đó mà, và mục đích của tôi là kiếm cây M79 tầm 20 viên trong cái hòm này. Nhưng mà trong này có M79 không ta? Ủa gì vậy? Ôi thôi thôi, đang ngồi mở hòm mà cứ có cái cảm giác thằng nào đang dí súng vào đầu mình anh em à. Mạng lag anh em à, trời ơi là trời, mạng nhiều khi lag tức ghê á, mà thôi không sao, làm lại nào, he he. Úi dùi ơi, mạng nó lát tự bấm nhân vật luôn kìa anh em mà, chứ nó chặn keo thế kia mà làm sao lướt được đúng không anh em. Trời, khứa này sửa được khứa ở trên luôn rồi à, nhanh vậy ông thần. Đớp thêm miếng đạn sọt gun anh em mà, chữ mạng lát thế này bắn nó hay chật lắm nên hơi phí đạn. Hi. Tụi nó đang bắn nhau tùm lum loạn sang ngầu kia anh em à. Nhân cơ hội này tôi sẽ cấu rỉa để giảm bớt kẻ thù. Chiến thuật rõ ràng thế này mà trận này không top một nữa thì hơi phí. Thank you.
Á đù mày bay đầu rồi anh em mà, quá là đẳng cấp. Tưởng ăn anh mà dễ à, không có đâu, he he, hên vãi nổi mém tí thì thầy chùa đọc tên rồi anh em mà. Ý hên quá, hai khứa cuối cùng cũng còn có một mình thôi anh em mà. Tụi nó còn đang bắn nhau nữa, tất cả đang đứng về phía tôi rồi anh em mà. Rồi xong, còn một đứa thôi, kết thúc thôi anh em mà. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em na top 1 rồi. Thôi thấy mẹ top 2 rồi anh em mà, chuẩn bị cụ ra đi, chân lạnh toát rồi. Đù má bắn thứ gì gớm ghê ông nội. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời bê đê tôi ơi, cứu cuộc đời ơi, trời ơi. Cứu tôi anh gà ơi, thả cục thính vô đầu nó đi mò, cứu tụi anh em ơi. Con bot này mày hơi bị ảo tưởng rồi đó, nghĩ ăn được tao à. Xin vĩnh biệt cụ. Á đù còn sống anh em mà, bắn nữa đi thằng nhóc súng đồ chơi à. Chết mẹ mày rồi con. À, à, bắn tung luôn, bắn tung tóe. Bình thường thì tôi sẽ cho chích rồi solo tiếp đó, nhưng mà trường hợp này thì không có đâu nha. Tôi cảm giác như tôi đã sử dụng hết may mắn của mình trong pha này rồi anh em à. Bye bye anh em tệt tệt.